Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách chuyên chở sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập ôn tập các số đến 1.000 trang 7 trang 8 sách chuyên chở sáng tạo. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mình sẽ điền số vào nhóm hỏi. Như vậy ở đây mình sẽ có là bao nhiêu đơn vị? Mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như là 10 đơn vị sẽ bằng một chục, đúng không? Như ở đây mình sẽ để là 10. 10 đơn vị nha. 10 đơn vị sẽ bằng một chục. Tiếp theo là bao nhiêu chục sẽ bằng 100? Mình sẽ đếm. Mỗi hàng như là một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục, 10 chục. Như là 10 chục thì mình sẽ bằng 100 nha. Chỗ đây mình sẽ viết số 10. 10 chục sẽ bằng 100. 10 đơn vị sẽ bằng 1 chục. 10 chục sẽ bằng 100. Giờ bao nhiêu trăm sẽ bằng 1.000? Mình sẽ đếm. Như là một cái khối như vậy sẽ là 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100. Như vậy 10 trăm mình sẽ bằng 1.000. Như vậy 10 trăm sẽ bằng 1.000. Như mình sẽ có 10 đơn vị bằng 1 chục, 10 chục bằng 100 và 10 trăm sẽ bằng 1.000. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B ở đây mình sẽ có hàng, gồm có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Mình thấy hàng trăm ở đây có 100, 200, 300. Như vậy hàng trăm sẽ là số 7. Hàng chục thì ở đây mình sẽ có 10 cộng 10. 10 với 10 sẽ là 20, 20 có nghĩa là 20. Như vậy hàng chục mình sẽ viết số 2. Tiếp theo hàng đơn vị. Hàng đơn vị mình sẽ đếm xem có bao nhiêu đơn vị. Một đơn vị, hai đơn vị, ba đơn vị. Như vậy hàng đơn vị mình sẽ viết số số 3. Giờ tiếp theo bên đây, mình cũng điền số vào hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Hàng trăm mình sẽ đếm xem có bao nhiêu trăm. 100, 200, 300, 400, 500. Như vậy hàng trăm mình sẽ viết số 5. Chính là 500. Hàng chục thì mình thấy không có chục nào thì mình sẽ viết là số 0, không chục. Còn hàng đơn vị mình sẽ đếm xem có bao nhiêu đơn vị. 1, 2, 3, 4, 4 đơn vị. Như ở đây mình sẽ viết số 4, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần viết số. Số mà gồm có 300, 20 và 3 đơn vị chính là số 323. Chỗ này mình sẽ viết số 323. Đúng không? Số 300, 20, 3 đơn vị chính là số 323. Tương tự bên đây, số mà có hàng trăm là số 5, hàng chục là số 0, hàng đơn vị số 4 chính là 504. Như mình sẽ viết số chính là 504. Giờ như là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần câu số 2. Viết theo mẫu nha. Câu A mình sẽ viết số thành tổng các trăm chục đơn vị. Mình sẽ quan sát mẫu. Số 729. Thì số 729 mình sẽ gồm có 9 đơn vị, 20 và 700. Như vậy sẽ bằng 700 cộng 20 cộng cho 9 đơn vị. Tương tự 641 thì mình thấy là số 1 hàng đơn vị, số 4 hàng chục, số 6 hàng trăm. Số 6 hàng trăm thì mình sẽ viết thành bằng 600 cộng 40 và cộng một đơn vị, được không? Tiếp theo là số 830, 830. Như mình thấy là số 0 hàng đơn vị, số 3 hàng chục, số 8 hàng trăm. Như vậy sẽ bằng 800 cộng 30. Như vậy ở đây mình sẽ viết là 800 cộng 30. Tiếp theo mình sẽ qua câu B. Câu B mình sẽ viết tổng hàm số. Như vậy là ví dụ mình sẽ quan sát mẫu 200 cộng 80 cộng 3. 200 cộng 80 cộng 3 sẽ bằng 283. 283 mình sẽ viết số 2, số 8, số 7. Được này. Giờ tương tự ở đây 900 cộng 60 cộng 3. 900 cộng 60 cộng 3 sẽ là số 967. Như vậy ở đây mình sẽ viết là 967.
Giờ tiếp theo ở đây là 100 cộng 1. 100 cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? 100 cộng 1 sẽ bằng 101. Như ở đây mình sẽ viết 101. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em nè. Các em hiểu bài thì các em xong hết video hay biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Mình sẽ chơi một trò chơi là ai nhanh hơn theo nội dung trong sách giáo khoa. Trước hết mình sẽ viết các số theo yêu cầu của giáo viên. Giờ ở đây thì giáo viên sẽ yêu cầu mình sẽ viết 4 số. Giờ ở đây thầy sẽ ví dụ nha. Ví dụ giáo viên yêu cầu học sinh viết số tròn trăm có 3 chữ số. Giờ như vậy là những số tròn trăm có 3 chữ số. Ví dụ như mình sẽ viết số 200, 600, 100 và 800 chẳng hạn, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ biết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy là trong 4 số này thì mình thấy là số nào bé nhất? Mình thấy là số 2, 6, 1, 8 thì số 1 bé nhất, có nghĩa là 100 sẽ bé nhất. Như vậy ở đây mình sẽ viết số 100. Tiếp theo ở đây là 200. Tiếp theo sẽ là 600. Và cuối cùng sẽ là 800. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiêu câu số 1 phần luyện tập. Câu số 1 phần luyện tập mình sẽ viết theo mẫu. Giờ mình sẽ quan sát ở đây một là một cái bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là đọc số. Cột thứ hai là viết số. Cột thứ ba là mình sẽ viết số thành tổng các trăm chục đơn vị. Giờ hàng thứ nhất người ta dạ làm sẵn cho mình. Đọc số là 475. 475, số 4 hàng trăm viết số 4. Số 7, 70 có nghĩa 7 chục, viết số 7. Số 5 có nghĩa là 5, như là 475. Như là 475 thì mình thấy là số 5 đứng hàng đơn vị, số 7 đứng hàng chục, số 4 đứng hàng trăm có nghĩa bằng 400 cộng 7 chục cộng 5 đơn vị. Giờ hàng tiếp theo mình thấy là người ta đọc số là 231. Như vậy là 231 mình sẽ viết số 2 đứng hàng trăm, số 3 đứng hàng chục và số 1 đứng hàng đơn vị chính là 231. Như vậy 231 thì mình thấy là 200 cộng 30 cộng 1 đơn vị, đúng không? Như mình sẽ viết bên đây chính là 200 cộng 30 và cộng 1 đơn vị chính là 231. Giờ dòng tiếp theo thì người ta viết số là 8, 1, 4. Như vậy số 4 hàng đơn vị, số 1 đứng hàng chục và số 8 đứng hàng trăm có nghĩa là 814. Nhưng mình sẽ ghi cái đọc chính là 814. Giờ 814 thì số 8 đứng hàng trăm sẽ bằng 800 cộng số 1 hàng chục có nghĩa là số 10, còn lại là 4 đơn vị chính là 814. Giờ dòng tiếp theo thì người ta cho là 500 cộng 4. 500 cộng 4 sẽ bằng bao nhiêu? 500 cộng 4 sẽ bằng 504. Như đây mình sẽ viết là 504 có nghĩa là 504. Mình sẽ viết cách đọc là 504. Như vậy là mình xong câu số 1 phần luyện tập nha. Giờ câu số 1 phần luyện tập các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết là các em hiểu bài nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Có nghĩa mình sẽ điền số vào dấu chấm. Như giờ mình sẽ làm câu A chứ. Số đầu tiên là 185. Số tiếp theo là 285. Tiếp theo là 385. Như vậy là mình thấy hàng đơn vị giống nhau. Hàng chục giống nhau, mình thấy là hàng trăm tăng dần. Hàng trăm số 1 tăng lên số 2. Số 2 tăng thêm 1 nữa là 300. Số 3 tăng thêm 1 nữa là 400. Có nghĩa là số này cộng thêm 100. Đúng không? Như vậy là mình thấy là đi từ trái qua phải thì hàng chục và hàng đơn vị giữ nguyên, hàng trăm tăng lên. Số 3 tăng lên thành số 4. Đúng không? Giờ hàng chục số 8 giữ nguyên. Hàng đơn vị số 5 giữ nguyên. Kết quả là 485. Giờ 485 tăng lên khi 100 nữa là 585. Giờ 585 mình sẽ số 5 này tăng khi 1 nữa là hàng sao. Hàng chục hàng đơn giữ nguyên nguyên. Kết quả là 685. Giờ 685 cộng khi 100 nữa sẽ là 785. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì số đầu tiên là 372. Tiếp theo là 382. Tiếp theo là 392. Như là mình thấy là số hàng trăm hoặc hàng đơn vị giữ nguyên. Hàng trăm vẫn là số 3. Hàng đơn vị vẫn là số 2, chỉ có tăng hàng hàng chục. Đúng không? 7 tăng thành 8, 8 tăng thành 9. Như vậy có nghĩa là đi từ trái qua phải, từ trên xuống dưới thì số sẽ cộng thêm 10. 392 cộng 10 sẽ bằng bao nhiêu? 392 cộng 10 sẽ bằng 402. 402 cộng thêm 10 sẽ bằng bao nhiêu? 402 cộng thêm 10 sẽ bằng 412. 412 cộng thêm 10 sẽ bằng 422. 422 cộng thêm 10 sẽ bằng bao nhiêu? 432. Đúng này. Như giờ mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C. Giờ mình quan sát câu C, số đầu tiên là 12. Tiếp theo là 23. Tiếp theo là 34. Tiếp theo là 45. Như là mình thấy là sẽ tăng bao nhiêu đơn vị? 12, mình lấy 23 trừ 12 thì được là 11. Có nghĩa là tăng 11 đơn vị. 11, đúng không? 12 cộng 11 23. 23 cộng cho 11 bằng 34. 34 cộng 11 bằng 45. Tiếp theo mình sẽ lấy 45 cộng 11. 45 cộng 11 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 56. Có nghĩa là hàng đơn vị tăng một đơn vị, hàng chục cũng tăng một luôn. 4 tăng thành 5, 5 tăng thành 6, đúng này. 45 tăng thành 56. Tương tự 56 cộng khi 11 sẽ bằng bao nhiêu? 67, đúng này. Giờ 67 cộng thêm 11 sẽ bằng 78. 78 cộng thêm 11 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 89. Đúng không? Như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video phải biết các em hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3, mình sẽ điền số vào chỗ trống nha. Câu A là mình sẽ điền số 27, 23 vào vị trí này. Như vậy ở đây là 20, ở đây là 30. Như vậy là ở giữa đây sẽ là 25. Mình thấy là bên phải của số 25, có nghĩa là số đó phải lớn hơn 25. Thì mình thấy là 27 của 23, 27 sẽ lớn hơn 25. Nên chỗ này mình sẽ viết số 27, đúng không? 27 sẽ gần 30 hơn. Đúng rồi, so với số 20. Giờ tiếp theo là câu bên đây. Câu bên đây thì mình sẽ điền số 280 hay là 320. Giờ như mình sẽ điền số 280 hay là 320. Như vậy là ở đây mình thấy là 200, 300, 400. Đúng rồi.
Vạch ở đây 300, ở đây là 400, như là 350 sẽ nằm ở giữa, được không nào? Giờ tiếp theo mình thấy là 280 và cho 20 thì số ở đây phải nằm bên phải của số 300, có nghĩa là lớn hơn 300. Trong hai số này thì mình thấy là 320 sẽ lớn hơn 300, nên chỗ này mình sẽ điền dấu số là 320, được không nào? Mình nhớ là vạch ở bên phải chính là số lớn hơn, vạch ở bên đây có lớn hơn 300 là 320, đúng không nào? Như chỗ này mình sẽ điền 320. Như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video, thầy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Đúng thì mình sẽ ghi chữ đờ, sai thì mình sẽ ghi chữ F. Câu A là 621 sẽ gồm 100. Như mình thấy là 621 thì mình thấy là số 1 hàng đơn vị, số 2 hàng chục, số 6 hàng trăm. Số 6 hàng trăm phải gồm 600 chứ. Như đây chắc chắn là sai, đúng nè. Giờ tiếp theo là câu B, 621 sẽ gồm 620 cộng một đơn vị. Mình thấy là 621 là số 1 hàng đơn vị, đứng hàng đơn vị. Số 2 hàng chục có nghĩa là 20. Số 6 hàng trăm có nghĩa là 600. Như vậy là câu B là câu đúng. Tiếp theo mình sẽ quan sát câu C. 162, 216, 612 và 621 là các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Giờ mình sẽ kiểm tra xem đúng hay sai. Như là mình thấy là có 4 số, đều có 3 cửa số. Khi mình so sánh hàng trăm thì đây là 1, 2, 6, 6 thì số 1 nhỏ nhất đúng. Số 2, giờ 612 thì hai số này có sao? Hàng trăm giống nhau, hàng chục đây là số 1, mình là 2, 1 nhỏ 2. Như mình thấy là đây là câu đúng. Mình sẽ điền chữ đờ, đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video, thầy biết các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.